Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quý, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày bính thìn tức can sinh chi nghĩa là họ sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi canh tuất nhâm tuất ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi mậu tuất nhâm tuất nhâm ngọ, nhâm thìn và nhâm tý. Tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao mạ đức tinh tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành sao nguyệt hình sáu mọi việc sao phủ đầu giáp kỵ về khởi công động thổ sao tam tang kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng chính Đông. Và sau đây mời các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cho nên cái chuyện tình cảm vợ chồng của bạn tuổi tí đang có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau những khó khăn trước đó dần tan biến nhờ kiên trì và cố gắng nắm chặt tay nhau, bạn và người ấy đã đạt được thành công, giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Và với bạn tuổi tí trong ngày này cũng cần phải thận trọng với tiền bạc trong tay khi kiếp tài chiếu mệnh làm cho bạn đang có nguy cơ đưa ra những quyết định sai lầm, mù quáng khiến cho tiền bạc trong túi cứ lần lượt chạy ra khỏi túi làm cho bạn mất kiểm soát. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, bạn chớ nên vì thói phù phím, xỉ diện của mình mà tiêu tiền vào những việc không thực sự cần thiết. Bạn tuổi Tý cần phải kiểm soát lại thói quen mua sắm của mình, đừng có làm điều sai trái mãi nữa. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, tình duyên vượng, nhân tài lộc kiếm, từ vi tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, dễ đánh mất tiền bạc, vì thói quen phù phím từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa làm gì cũng cần phải biết điểm dừng từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tình cảm được thăng hoa tình yêu bóng bỏng cháy từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có và đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 3, số 7, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021 xem từ vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp ngày của cục diện thìn sửu tương phá cho nên với bạn tuổi sửu trở nên nhiều lời mà khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy càng thêm tệ hại hơn có những chuyện không cần phải nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần Ngày này với bạn tuổi xỉu, bạn cũng cần phải cho đối phương có không gian riêng, có khoảng trời riêng của mình, đừng có áp đặt suy nghĩ chủ quan cá nhân lên người ấy, có thể khiến cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Thêm nữa, trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì nên mở cửa trái tim mình, đừng có mãi cố chấp vì chuyện đã co. Đâu phải ai cũng xấu xa, có thể trước đây bạn vấp ngã nhưng đó chỉ là bạn chưa gặp được đúng người cần gặp mà thôi. Về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, tình cảm có thể phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn. Từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, có hàng rào ngăn cách giữa hai người, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không được gia đình ủng hộ, tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ dễ cảm thấy chán nản, bất mãn, tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đường tình duyên trắc trở, nhiều chuyện không được như ý. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang đón ngày có thực thần ghé thăm cho nên con đường tài lộc của bạn càng ngày càng thịnh vượng cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay tiến triển rất tốt bạn mệnh dần thấy được sự tươi sáng ở phía cuối con đường nữa rồi với bạn tuổi dần, vượt qua được những khó khăn, trở ngại trước đó, bạn luôn giữ cho mình đầu óc sáng suốt và tinh thần minh mẫn, sẵn sàng chấp lấy bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Và bạn đừng có bi quan tuyệt vọng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua trong ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tư hội cái điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy thư giãn hơn trong ngày khi người ấy là chỗ dựa vững chắc cho bạn sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi nữa vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tình duyên vượng sắc đào hoa nở rộ tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa các chuyện kinh doanh buôn bán được phát đạt không lo túng thiếu, từ vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, may mắn ngập tràn, cả về chuyện tiền bạc lẫn tình cảm, từ vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, cần phải mạnh mẽ để tiến bức nhanh hơn, từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, chớ nên lo lắng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp. 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang có điểm báo trải qua một ngày đang cảm thấy bất an khi mà người ấy hết lần này tới lần khác tỏa ý giấu giếm, không muốn cho bạn biết dọa những việc mình đang làm, điều đó khiến cho bạn tuổi mão không khỏi bị tổn thương. Ngày này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày mão thìn tương hại cái điều này cho thấy với bà tuổi mạo đang cố gắng bày tỏa lòng mình, thể hiện sự chân thành trong tình yêu nhưng có thể vẫn chưa được đối phương đón nhận. Với bà tuổi mạo vẫn tiếp tục chịu cảnh cô đơn, độc thân. Các cặp vợ chồng trong ngày này cũng dễ nảy sinh tranh cãi vì một số vấn đề nào đó hay là vì con cái. Có lẽ bạn và người ấy cần phải có một cuộc trò chuyện rõ ràng, rành mạch để tránh hiểu lầm đáng tiếc xảy ra về sau cũng tránh việc không ai hiểu ý đối phương mà bất đồng quan điểm vai từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cần phải bình tĩnh để tránh mâu thuẫn bất đồng từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có thể cần phải tìm hiểu vấn đề trước khi phát ngôn từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nên bày tỏ tình cảm một cách chân thành từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đừng có vội từ bỏ nếu bị từ chối trong ngày hôm nay từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có thể gặp khó khăn nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua phải đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Hợi tuổi Mùi Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn đang có điểm báo bạn cảm thấy bức bối khó chịu tâm trạng không được tốt cho lắm trong ngày hôm nay chính vì thế mà người ấy chỉ cần làm trái ý chuyện dù là rất nhỏ đi chăng nữa cũng có thể khiến cho bạn cảm thấy bực bội trong người và với bạn tuổi thìn có thể khiến cho đối phương sợ hãi vì những cơn giận dữ bùng nổ không biết đường nào mà lần có lẽ bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn tìm ra cách để giải tỏa bớt sự căng thẳng trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày thìn thìn tự hình như vậy lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cũng đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi thìn đang có họa phá tài sắp đến. Bạn mệnh cần phải đề cao cảnh giác và giữ chặt túi tiền của mình. Đừng có ngồi nhà rồi đặt ra mua sắm online hết thứ này đến thứ khác. Bạn sẽ sốc khi nhận được hóa đơn thanh toán đó về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tâm trạng bất an có nhiều nỗi lo lắng từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ hãy hiểu và thông cảm cho người mình yêu từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc dễ mắc phải sai lầm mà mất tiền oan từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tài lộc bất ổn có thể gặp vận xui từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy dễ đánh mất đi bản thân vì tiểu nhân quấy phá về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi giàu tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên bản mệnh tuổi Tỵ đang có được cơ hội tốt để cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Bằng nghề tay trái, bạn tuổi Tỵ có thể đạt được mục tiêu của mình khi mà tài lộc cứ thế chạy về tay. Có điều xem tử vi ngày này cũng cho thấy ngoài may mắn về tài lộc thì với bà tuổi tỵ lại dễ gặp phải những khó khăn trong chuyện tình cảm. Gia đình có nhiều mối bất hòa, bạn đã chán nản khi cứ phải là người đứng ra để hòa giải sự bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Niềm tin về tình yêu của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay càng ngày càng bị giảm sút khi bạn đang gặp ngày có họa sinh suốt cho thổ với những điều mà bạn hy sinh cho đối phương chẳng hề được người ấy đánh giá cao, thậm chí còn bị gạt bỏ không thương tiếc nữa. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, con đường tài lộc của bạn được vượng sắc, kiếm tiền một cách dễ dàng. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, tình cảm trao đi không được nhận lại. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, cảm thấy chán nản vì hy sinh vô ích. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không có được điều mình hằng mong muốn từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tiền bạc rụng rịnh trong tay giảm bớt nỗi lo về tiền bạc về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi sửu tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021 xem từ vinh ngày thứ bảy này với bạn tứ ngọ cho chúng ta thấy là bạn tứ ngọ đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này sẽ đảm bảo cho bạn có được nguồn thu nhập ổn định trong ngày hôm nay với bạn tứ ngọ hãy cứ yên tâm vì đã có tiền lận lưng nhờ công sức làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua của bạn xong với bạn cũng đừng có tiêu xài hoang phí mà bạn cần phải biết tiết kiệm cho tương lai nữa và xếp tử vi ngày này với bạn tử ngọ, ạ bạn rất có thể sẽ cảm thấy thất vọng khi mà cuộc tình đơn phương của mình lại mãi không đi đến hồi kết. đã bao lần bạn bóng gió về tình cảm của mình nhưng đều bị người ấy làm lơ đi. và với bạn tử ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành sinh xuất. Cái điều này cho thấy có thể bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để cho bạn bẻ tỏ tình cảm của mình. Nhưng nếu như bạn thấy nhân duyên này không có tương lai thì bạn mạnh cũng nên sớm muộn buông tay, đừng có mất thời gian vào tình cảm vô ích như vậy nữa. Vậy từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải nhìn rõ mục tiêu ở phía trước, từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, tiền bạc được dồi dào, song vẫn cần phải tiết kiệm. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên biết cách cân đối trong việc chi tiêu, đừng có để cho mình tiêu xài quá hoang phí. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ cần phải biết cách để cân bằng chuyện tình cảm. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đừng có cho rằng mình có thể làm chủ được mọi thứ. Vài đánh giá của bạn túi ngọ trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ tuổi tốt, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, dù hôm nay là ngày thứ bảy nhưng với bạn vẫn chẳng thể nào tránh được việc tăng ca, làm thêm giờ để kịp được tiến độ công việc của mình trước đó. Điều này dẫn đến với những áp lực vô hình đè nặng lên vai của bạn. Dù tinh thần trách nhiệm cao khiến cho bạn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng thực tâm của bạn cũng cảm thấy chán nản và không thực sự hài lòng với điều đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cảnh báo cho bạn nên chú ý để chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường cần phải chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi để tình hình sức khỏe của mình trở nên ổn định hơn, không bị bệnh nghiêm trọng. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, công việc tiến triển tốt hơn ngoài mong đợi. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, có thể có nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, sức khỏe có vấn đề, dễ mệt mỏi Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên hiểu đâu là điều mình không nên làm từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc phải biết chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, cho nên bạn đang có được vận quý nhân dẫn đường trị lối, nhờ thế mà sớm tìm được hạnh phúc cho mình, nhân duyên trở định khó mà có thể rụ bỏ được. Bạn mệnh tuổi thân trong ngày này đang cảm thấy mình thật may mắn khi đã tìm được người ở bên bầu bạn chia sẻ tâm tình với mình. Dù còn nhiều khó khăn trở ngại trước mắt nhưng bạn tin rằng có tình yêu là chỗ dựa và là động lực thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì nên cân nhắc thêm về những cách hâm nóng tình cảm lứa đôi. Có thể thời gian ở bên nhau lâu ngày sẽ khiến cho tình yêu dần biến thành tình thân mà không còn cháy bỏng như trước nữa. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có được tình yêu như mình mong đợi. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đường tình duyên vượng sắc đào hoa được nở rộ. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ sớm tìm được người tri kỷ ở bên. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên hiểu đâu là người khiến cho mình rung động. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim lắng nghe tiếng gọi của trái tim. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có tam hợp cục chia chở cho nên với bạn tuổi Dậu sẽ có được khoảng thời gian ngọt ngào ở bên người ấy. Hạnh phúc ngập tràn khiến cho bạn tuổi Dậu chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì khác nữa trong lúc này. Và bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này không muốn để lỡ mất bất cứ cơ hội nào để tạo ra được những kỷ niệm đẹp ở bên người mình yêu thương. Bạn hãy sử dụng thời gian trong ngày này thật tốt để chăm sóc và yêu thương người ấy nhiều hơn. Và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân thì cảm thấy bất ngờ khi nhận được những lời tỏ tình dễ thương từ phía người ấy bạn không thể tin được vào hạnh phúc ập đến trước mắt mình và bạn cũng cần phải mở lòng mình để đón nhận tình yêu đến nữa về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn sẽ dần được tháo gỡ, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tình cảm được thăng hoa nhanh chóng, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có người dành cho bạn tình cảm chân thành, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, gia đình hạnh phúc, hài hòa trong các mối quan hệ về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Tuất đó cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thì Tuất xỉu mùi, cái điều này cho thấy bạn tuổi Tuất trong ngày này trở nên so kẹo hơn thua với người mà mình yêu thương. Điều đó chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa hai người thêm phần trầm trọng, tình cảm thì phai nhạt chứ khó mà nồng nàn lên được. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Tuất nên thận trọng hơn trong chuyện tiền bạc. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ đưa ra những lời mồi chài ngọt ngào để khiến cho bạn ngã lòng, tin tưởng mù quáng mà đầu tư tiền bạc vào nơi không xứng đáng, không đáng tin cậy. Và với bạn tuổi tuất, bạn nên hiểu rằng tiền bạc không dễ kiếm như vậy. Bạn mệnh trở nên tự tin thái quá vào bản thân mình, nghĩ rằng mình có thể làm được mọi việc. Và bạn cần phải suy xét cẩn thận thì tiền bạc sẽ không bị mất mát một cách nhanh chóng. Về từ vi tuổi giác tuất thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân quấy phá, có thể mất tiền hao của. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, tình cảm nhạt phai, không có được tình cảm như ý, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên hiểu được đâu là lúc nên dừng lại, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng có tự tin thái quá mà đánh mất tiền bạc, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có thể gặp phải chuyện không được như ý muốn. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi xem tử vi cho thấy bạn tuổi hợi đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho bạn có được sự quyết đoán giúp cho bạn không sợ hãi để tiến bước và nhanh chóng nắm bắt được thời cơ để phát tài phát lộc một cách nhanh chóng nhờ biết cách đón đầu xu hướng kinh doanh làm ăn cực kỳ là thuận lợi Tuy nhiên trong cái vận trình ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thủy khác với thổ. Cái điều này cho thấy với chuyện tình cảm của bạn lại đang có những mâu thuẫn vợ chồng càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Có thể bạn và người ấy cần phải tĩnh tâm ngồi lại để nói chuyện với nhau và hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu và ở bên nhau như thế nào có những chuyện nếu không nói ra thì bức bối ở trong người, nhưng nếu nói ra bạn lại sợ bị đánh giá là nhõm mọn, cho nên bạn tuổi hợi cứ để cho mâu thuẫn với chính bản thân mình. Có lẽ bạn cần phải tĩnh tâm, tự mình tìm ra cách cân bằng lại cảm xúc cho mình, càng sớm càng tốt về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa tình cảm không được như ý muốn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên cố gắng để tâm sự chia sẻ nhiều hơn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc đừng có cố chấp làm những điều mình không muốn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim sự quyết đoán sẽ mang tới cho bạn có được sự thành công tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có được thu nhập như mình mong muốn về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.